bạn về cách thay bánh dự phòng trên Etiga, tại vì có nhiều người á, bác người ta mua xe, khách hàng người ta mua xe nhưng mà người ta không có am hiểu về cách thay bánh để khi mà xảy ra sự cố giống như là bể bánh xe giữa đường hay là dọc đường buổi tối á, thì người ta sẽ không có biết cách thay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những khách hàng có xe thì người ta sẽ biết được cách xử lý tình huống như thế nào. Rồi, mời các bạn đi qua. Thì đây là bộ đồ nghề dự phòng của Etiga, thì nó sẽ bao gồm con đội ha, tay mở khóa nè. Thì con đội mình sẽ lấy ra, lấy con đội bằng cách là mình sẽ vặn cái này để rút con đội ra, rút được con đội ra. Bánh dự phòng thì nó sẽ nằm ở đây, mình sẽ tháo cái nút bần này ra để mình xoay cái này để mình lấy cái bánh dự phòng ra. Mình sẽ xoay cái này ra ha. Khi mình xoay con ốc này thì nó sẽ nới lỏng cái phần giá đỡ của bánh dự phòng để mình có cái khoảng cách mà mình lấy cái bánh đó ra. Thì sau khi mình đã xoay tháo cái móc của bánh dự phòng ra thì bây giờ các bạn sẽ có một cái khoảng trống, thì các bạn sẽ nâng lên rồi xoay ra, xoay cái móc đó ra và hạ cái bánh dự phòng xuống. Sau đó mấy bạn sẽ lấy cái bánh dự phòng ra thôi. Bánh dự phòng của Etiga là bằng sắt nha mấy bạn, và cái kích thước bánh nó sẽ nhỏ hơn so với bánh mâm zin ha, để mấy bạn biết là xe mình hiện bây giờ đang đi bánh dự phòng chứ không phải là đi bốn cái bánh còn lại, để mấy bạn biết là xe đang bể bánh và để thay bánh, cho nó nhắc mấy bạn là phải thay bánh để bảo đảm an toàn cho mấy bạn. Sau khi mình có đủ hết đồ nghề bánh dự phòng, con đội và tay quay thì bắt đầu mình sẽ tiến hành là tháo bánh. Thì trước khi tháo bánh mình phải kéo thắng tay lại để cho xe cố định vị trí, để trong lúc tháo bánh ra thì xe sẽ không có di chuyển. Thao tác tháo bánh cũng rất là dễ, mình sẽ rút cái khóa vô, thấy khóa ở đây, nếu mà nó cứng quá thì các bạn có thể đứng lên đây ha, các bạn đứng lên rồi các bạn nhúng cho nó đó, nó tụt xuống ha, cứ vậy mình làm lần lượt 5 con ốc. Khi mình tháo là 5 con ốc của bánh xe mà của bánh xe bị bể thì mình sẽ đút con đội vô để mình đội xe lên. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ đội cao con đội bằng tay, mình sẽ vặn như thế này, đội đút vô cái vị trí xe khung ngầm cái sườn xe ha các bạn ha, và mình sẽ quay con đội lên bằng tay cho nó nhanh ha. Khi mà nó cứng rồi á thì mình sẽ dùng cái móc này là cái tay quay này, mình quay trực tiếp luôn, cũng rất là nhẹ nhàng để đội cái xe lên. Khi mình đội cái xe lên thì cái bánh nó tháo ra được. Đây. Đây ha. Qua cái video này thì để cho các bạn có thêm cái kiến thức khi mà xử lý bị bánh xe mà bể bánh dọc đường á, thì nếu mà không có thầy, có người thay thế hay là gì á, thì tự mình có thể thay thế được để mấy bạn có thêm kiến thức đi thêm xe hơi. Chúc mấy bạn thành công.